Lợi nhuận chia sẻ từ các nền tảng truyện tranh có thể tiếp thêm sức mạnh cho người sáng tạo, đặc biệt là họa sĩ truyện tranh. Giờ, chúng ta bàn về chủ đề quan trọng thôi. Nếu bạn thấy nguồn lực hạn chế do đầu tư không đủ, bạn có thể cân nhắc tạo ra sản phẩm truyện cho người lớn, không phải là mấy dạng khiêu dâm thuần túy, cỡ vừa vừa thôi. Bạn hiểu ý tôi không? Cách tiếp cận này có tính khả thi trong thương mại, bất chấp đối tượng độc giả là nam hay nữ. Có hàng tá truyện tranh đi theo hướng này và thành công vượt bậc trên thị trường. Nếu không đủ khả năng làm số lượng truyện dài kỳ hay duy trì đầu tư mạnh đến khi đạt được bước đột phá, hãy cân nhắc thêm yếu tố người lớn vào truyện. Bạn chắc chắn sẽ mắt chữ A, mồm chữ O trước lượng độc giả sẵn sàng vung tiền vào nội dung kiểu vậy. Nó không phải mang chất khiêu dâm quá mức, nhưng đủ sức rút cạn tiền của độc giả đều đều. Cách tiếp cận này tạo sự thuận lợi khi bắt đầu kinh doanh truyện tranh. Bây giờ, làm thế nào để xử lý những truyện tranh người lớn đây? Nó khả thi nếu luật pháp của nước bạn cho phép. Nó là thứ cần thiết. Mặc cho truyện tranh người lớn có vai trò thiết yếu cho phát triển kinh doanh, nhưng bạn nên tách bạch nó ra một thể độc nhất, có thể là hẳn một thương hiệu riêng. Điều quan trọng là phải tuân thủ luật pháp quốc gia khi dính líu đến nội dung tục tĩu. Đối với các nền tảng cung cấp truyện tranh người lớn hoặc 19 cộng, yếu tố chính đem lại cho người sáng tạo là lợi nhuận cao hơn so với truyện tranh thông thường. Dù tỷ lệ chia sẻ doanh thu thấp, nhưng tiền về túi vẫn to. Đối với truyện tranh người lớn, bạn nên tối ưu tiền đầu tư, đồng thời tăng mạnh việc chia sẻ doanh thu. Nó mang đến tác động tích cực. Điều đáng lưu tâm là tầm quan trọng của giáo dục truyện tranh, đặc biệt là đối với các nền truyện tranh mới nổi. Đào tạo và nuôi dưỡng tài năng là điều cần thiết. Nền giáo dục xuất sắc không chỉ giúp tạo nên truyện tranh hay, nó còn là động lực để phát triển đa dạng thêm các thể loại, hỗ trợ họa sĩ trong hành trình đi lên chuyên nghiệp và định hướng cho họ, nhất là khi nền truyện tranh đó còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ưu tiên giảm tối đa những sai lầm ngay từ đầu, và đó là vì sao giáo dục quan trọng như vậy. Giáo dục nên vượt ngoài chuyện dạy cách tạo truyện tranh mang tính giải trí và chất lượng cao, nên tập trung vào thúc đẩy đa dạng hóa thể loại và đảm bảo người sáng tạo có thể sống với cái nghề này được. Giáo dục là để họa sĩ có những quyết định sáng suốt, biết rằng tác phẩm của mình có cơ hội xuất bản, được khán giả ủng hộ. Muốn đào tạo họa sĩ, các cây viết giỏi cần phải đầu tư mạnh. Đương nhiên, các nền tảng truyện tranh ở mỗi quốc gia phải xem xét, chọn lọc tác phẩm có sẵn. Nhưng, trong một số trường hợp, bộ phận biên tập phải chủ động xây dựng và đề xuất ý tưởng cho người sáng tạo nội dung. Có 3 lý do chính cho điều này: xây dựng thị trường nội địa sôi động và vững chắc; 2. Làm phong phú, đa dạng hóa nền truyện tranh. Không chỉ việc chọn tác phẩm có sẵn, việc chỉ chọn tác phẩm có sẵn có thể dẫn đến kết quả là thể loại không phong phú. Biên tập nên chủ động định hướng và đa dạng hóa thể loại, không để ngành này sống chết phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái kinh doanh chung. Sự can thiệp của biên tập viên giỏi là cần thiết, góp phần phát triển thị trường truyện tranh. 3. Nếu không có kế hoạch chuẩn trị, nền truyện tranh chỉ phụ thuộc vào nội dung khiêu dâm và người lớn là xem như niệm. Hậu quả khiến cho cả nền truyện tranh trở nên nghèo nàn. Tôi đã từng thấy một nền tảng manhwa tiềm năng ở Hàn Quốc bị rơi vào tình trạng này. Truyện tranh người lớn tốt cho mở đầu đấy, nhưng đội ngũ biên tập và tòa soạn vẫn phải vạch ra chiến lược đúng đắn nhằm đảm bảo tính đa dạng trong các đầu truyện, vì một nền truyện tranh phát triển trường tồn. Bạn khao khát muốn thấy một bộ truyện trở thành biểu tượng của quốc gia hay lập ra tạp chí tầm cỡ tương tự Shonen Jump đúng không? Phải có đội ngũ biên tập viên. Trình độ của họ tốt thì tác động mạnh đến thành công của một bộ truyện. Đây là phần khó này. Biết chất lượng biên tập viên quan trọng đấy. Biết họ có thể giúp nền truyện tranh có được tác phẩm biểu tượng gì đấy. Nhưng bọn họ chẳng ai dám thừa nhận thất bại lỡ như can thiệp không đúng đâu. Họ có thể dở văn đổ lỗi họa sĩ nội địa trình con gà và nói: bọn mình đếch phải Shonen Jump, họa sĩ nước mình còn non lắm. Thực tế, không ai đổ lỗi cho biên tập viên do người đó không phải đẳng cấp của Shonen Jump cả. Nếu quốc gia bạn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tận dụng tối đa điều đó, manga phát triển nhờ vào quyền tự do ngôn luận, đặc biệt trong giai đoạn phát triển. Ngay cả khi quốc gia của bạn có những hạn chế về quyền tự do ngôn luận do chính phủ đưa ra, đừng có nản, cứ sáng tạo nhất trong mức cho phép. Đây cách vượt khó. Tuy nhiên, nếu bạn sống ở xã hội mà bạn có thể vẽ, viết thỏa thích những điều mình muốn truyền tải, vậy thì cứ chút hết vô chuyện cho tôi. Tự do ngôn luận như động cơ đẩy của tên lửa ấy, nó cực kỳ quan trọng với truyện tranh. Dù thị trường truyện tranh có thể phát triển ở môi trường không có tự do ngôn luận mạnh, nhưng nếu có thì phải tận dụng triệt để. Tự do của bản thân, tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật quan trọng với ngành này lắm. Khái niệm tự do ngôn luận vô cùng phức tạp. Nó tồn tại ở quốc gia bạn không có nghĩa nó được áp dụng công bằng với mọi nền truyện tranh. Mặt khác, có những xã hội gò bó, bảo thủ, truyện tranh bất ngờ vẫn được hưởng cái quyền tự do ấy. Lạ ở đấy, quyền tự do ngôn luận chung của một quốc gia có mối quan hệ phức tạp với quyền tự do ngôn luận trong truyện tranh. Cơ mà, mở rộng sự tự do có lợi cho sáng tạo. Nếu chính phủ có cam kết phát triển ngành công nghiệp văn hóa, họ phải cho phép họa sĩ và người sáng tạo hưởng quyền tự do ngôn luận. Quan trọng đấy nha.